Qua nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra một cái chiến lược đầu tư có thể nói rất hiệu quả và đã được AZFIN Việt Nam áp dụng vào từ năm 2013 đến nay với cái lợi suất trung bình 44% một năm. Đó chính là chiến lược đứng trên vai người khổng lồ. Thì chiến lược này có cái nội dung như sau. Trước tiên là nhà đầu tư cá nhân cần phải nhận diện mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì. Nếu có những điểm yếu gì thì cần phải khắc phục ra sao. Điểm mạnh gì thì cần phải phát huy như thế nào. Bên cạnh đó, họ cũng phải nghiên cứu về những tổ chức đầu tư thành công trên thị trường, những cá nhân tinh anh trên thị trường, để xem vì sao họ chiến thắng, vì sao họ thành công lớn đến như vậy. Từ đó rút ra được những kinh nghiệm, những cái kiến thức và đặc biệt là tận dụng được tri thức của những nhà đầu tư tổ chức cũng như những nhà đầu tư cá nhân tinh anh đó để biến cái đó thành cái cơ sở đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân. Thì đây chính là một cái nội dung khiến cho chúng ta, những nhà đầu tư cá nhân có thể chiến thắng các nhà đầu tư tổ chức cũng như các nhà đầu tư tinh anh mà không cần phải mất quá nhiều công sức, không cần phải mất đến 5, 10 năm để có thể nghiên cứu, tìm hiểu ra. Thì vậy, cái cụ thể chiến lược này là gì? Thì mời quý vị và các bạn hãy đến với chuỗi clip trong cái khóa học chiến lược đầu tư đứng trên vai người khổng lồ sau đây của chúng tôi.